Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn phúc đáp công văn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đề xuất phương án nghỉ Tết âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh và một số ngày nghỉ lễ Tết khác trong năm 2025. Theo đó thì đối với lịch nghỉ của công chức viên chức và dịp Tết âm lịch năm 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án nghỉ 9 ngày từ ngày 25 tháng 1 năm 2025, tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Ngoài Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có công văn tham gia ý kiến về ngày nghỉ Tết Nguyên đán và một số ngày nghỉ lễ trong năm 2025. Các cơ quan này đều nhất trí với phương án nghỉ Tết âm lịch như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất.